Hello và xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại bản tin của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Kính thưa các bạn, ngày hôm nay trên báo Pháp Luật đã có những cái thông tin đầu tiên viết một cái bài báo có liên quan và nhắc đến cái vấn nạn mạng ảo nhưng có những cái vết thương lòng nó còn khắc ra khi ở trong lòng. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy cái bài viết này hình như là nó không được công tâm cho mấy theo bản thân của mình. Còn các bạn cảm thấy bài viết này như thế nào? Các bạn có thể là bình luận video này. Thực tế tôi không có chê trách bài viết này, bài báo này viết báo Pháp Luật với cái tựa đề là mạng ảo nhưng sát thương thật. Nhưng tôi nghĩ rằng là họ viết một cách quá cứng nhắc và cần xem xét lại những khía cạnh khác của câu chuyện của chị Hằng. Chúng ta tìm hiểu bài báo này như thế nào rồi, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về vấn đề này. Nhiều trường hợp người bị tấn công trên mạng xã hội phải ngậm đắng nuốt cay, cắn răng chịu đựng và chọn cách im lặng để tự bảo vệ mình. Không phải bao giờ những hành vi ném đá thoá mạ người khác trên mạng xã hội cũng ngay lập tức bị pháp luật trừng trị. Có những trường hợp người bị tấn công phải ngậm đắng nuốt cay, cắn răng chịu đựng mà chờ ngày thời gian qua để mọi thứ chìm vào cho quên lãng. Một trong những người phải ngậm đắng nuốt cay có lẽ là Hoa hậu Ý Nhi khi cô và gia đình chọn cách im lặng rút êm để tự bảo vệ mình. Tính cho đến nay, một nữ đại biểu quốc hội lên tiếng chưa có cá nhân nào bị xử lý, trong khi những hành vi ném đá tập thể trong vụ án này quá ư là kinh sợ hãi hùng. Thì báo cũng ghi rằng là bị tập thể ném đá mà báo kêu xử lý cá nhân. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc này thì nó hơi đi khác ý nghĩa nó. Tất nhiên là tôi không có ý kiến về cái sự việc mà báo ghi như vậy. Tại vì sao? Tại vì tôi chỉ là một người YouTuber. So với những cái người viết báo thì chúng tôi vẫn nằm ở một cái tầm thấp hơn, đúng không? Chúng tôi là những người chỉ lên một tiếng nói để giải thích một vấn đề nào đó nó liên quan đến mạng xã hội nhằm lan tỏa một thông tin hay là nhằm cho khán giả có một cái năng lượng tích cực về một cái sự nhận định nào đó trên mạng xã hội thôi. Ok, tôi thấy rằng là bảo rằng xử lý cá nhân nhưng hành vi thì là của tập thể thì làm sao mà xử lý được, đúng không các bạn? Nếu nhiều người chưa quên vụ án Nguyễn Phương Hằng, trong vụ án ấy những nạn nhân của bà Hằng mà cơ quan tố tụng xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã phải sống trong trạng thái uất ức, phẫn uất thế nào trong thời gian dài mà bị bà Hằng ghéo tên, chửi bới, vu oạ đủ điều, phải là người có thần kinh thép mới vượt qua được những giai đoạn khủng hoảng ghê gợn ấy để chờ ngày pháp luật ra tay. Rồi và rồi cái ngày ấy cũng đã tới, trắng đen cũng đã rõ ràng, mọi chuyện giờ xem như cũng đã khép lại. Như sự đời thường, không phải chuyện nào cũng có cái kết công bằng. Mặc dù pháp luật có đầy đủ quy định chế tài để xử lý những người có hành vi ném đá, song không phải lúc nào nạn nhân cũng chọn cách gửi đơn tố cáo nhờ cơ quan bảo vệ mình. Có không ít nạn nhân đã phải lặng lẽ âm thầm chịu đựng, bởi có khi vết thương diễn ra liên tục. Theo cái chỗ này viết khó đọc quá. Bởi có khi như thế, vết thương dễ liền da hơn về đối diện với ồn ào. Trời ơi, khổ ra khổ thân cho tôi. Trình độ lớp 3 đọc không nổi các bạn. Với cái câu cú nó khóa quá khó hiểu. Thị phi khi họ gửi đơn tố cáo, trong trường hợp nạn nhân nghĩ rằng có khi chưa được vạ và má đã sưng, thôi đành chọn cách im lặng để chờ trên sau show sen trước. Và trong thế giới phẳng này thì luôn có lắm trend xảy ra. Cứ mỗi lần có trend mới, người ta lao vào cắn xé sổ xả bằng những hàng trăm lời giáo gươm khai độc. Thực tế cái tác giả bài viết này dùng những cái từ rất là hết sức là khó khăn các bạn. Tôi đọc hết sức là khó khăn. Yếu tố ảnh hưởng trong đám đông trên mạng xã hội khiến nhiều người ta trở nên ác độc hơn. Nhưng họ lại không để ý đến được điều này, bởi vì họ nghĩ rằng đang nhân danh công lý, công bằng, đạo đức và lẽ phải, họ đang phán xử và họ hồn nhiên ném đá, hồn nhiên buông tay lời cai nghiệt, hồn nhiên thực hiện hành vi độc ác. Có
chỉ có điều với pháp luật không có chuyện không biết nên không có tội. Nếu nạn nhân lên tiếng ồn ào, những người ném đá sẽ xem xét xử lý theo quy định hiện hành. Ok, thì những cái góc sau này thì tôi thấy rằng là các khán giả cũng đọc luôn đi, chứ đọc dài quá thôi lỡ tôi đọc luôn nha các bạn. Về công cụ pháp luật, luật an ninh mạng quy định rất rõ hành vi bị nghiêm cấm an ninh mạng điều 8 xử lý các pháp xử lý vi phạm pháp luật điều 9 theo hướng dẫn chiều tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý thế nào và chi cứu trách nhiệm hình sự thế kia. Bộ luật dân sự cũng quy định rất rõ quyền được bảo vệ danh dự nhân phẩm uy tín. Theo đó, danh dự nhân phẩm uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Cá nhân có yêu cầu tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng đến xấu với danh dự nhân phẩm uy tín của mình. Tại khoản 5 điều 34 Bộ luật dân sự, cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm uy tín thì ngoài việc yêu cầu bác bỏ thông tin còn có quyền yêu cầu người đưa thông tin xin lỗi, đính chính công khai và bồi thường thiệt hại. Ở góc độ khác, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo điều 101 Nghị định 15/2020 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 14/2022 với mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Nhưng có thể chế tài nặng nhất đối với người bị vi phạm đó là việc anh ta bị xử lý về tội làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật hình sự, hai tội vu khống điều 156 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, người ném đá bôi xấu người khác có thể bị xử lý về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331. Mạng xã hội càng ngày càng không còn ảo nữa. Từ câu chuyện gõ phím nói đến chủ tịch kênh Kiệu rồi bị phạt 5 triệu đồng đến nay là một bước dài trong thay đổi nhận thức về hành vi xử lý trên không gian mạng xã hội. Và đây chuyện phạt hành chính, thậm chí những việc xử lý hình sự vì hành vi xử vì hành xử bậy trên không gian mạng đã không còn là chuyện lạ hay hiếm nữa. Vì vậy, mỗi cá nhân tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết khi tham gia mạng xã hội, biết kiềm chế để không bị ném đá hại người khác, rước lấy rắc rối pháp lý cho bản thân mình. Thật sự là khán giả Thiện Tâm có ghi tôi thật sự là trình độ tôi thấp quá, tôi đọc cái bài báo này mà muốn lẹo lưỡi lên các bạn. Thực tế là trình độ tôi thấp quá, do đó là mình cũng gán trau dồi cái kiến thức đọc của mình hơn. Thì tôi nói các bạn á, cái bài viết như vậy á mà tự nhiên đưa chị Hằng vô thì tôi thấy nó không được công tâm, mà nó nghiêng về một số người nào đó. Chẳng hạn như không có lửa làm sao có khói. Ngay tại cái phiên tòa ngày 21 tháng 9 2023, luật sư của chị Hằng là anh Hồ Nguyên Lễ, ảnh bảo rằng là lỗi một phần do người có quyền lợi và nhiệm vụ liên quan. Họ lên tiếng trước khiêu khích chị Hằng thì chị Hằng mới lên tiếng nói với họ. Như vậy là ai làm tổn thương ai trước? Bài báo này ghi không có rõ. Tôi nghĩ rằng trình độ tôi nó thấp, do đó tôi cũng mong muốn rằng những cái phân tích của tôi sẽ không ảnh hưởng gì tới bài báo, tại vì trình độ tôi quá thấp, tôi có thể là suy nghĩ không đúng, mà đây chỉ là đi thật là suy nghĩ gì bản thân của tôi thôi. Có thể là những cái người khác sẽ có những phân tích hay hơn, chẳng hạn như anh Tòa diễn đàn 2016, để mình qua mình nhờ anh Tòa phân tích cái bài báo này như thế nào, để xem cái ý của mình và ý của anh Tòa có giống nhau hay là không, hay là hai bên đối nghịch. Các bạn biết bây giờ chị Hằng đã chấp hành án phạt và cúi đầu chấp nhận 3 năm. Bây giờ có người lên trên mạng bảo với chúng tôi rằng sẽ lôi đầu chị Hằng ra vào một cái vụ án khác. Như vậy ai xúc phạm ai? Ai làm tổn thương ai? Tôi nói thẳng cái người đó là Đinh Thị Lan. Cái người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong câu chuyện này. Tôi nói thẳng như vậy đấy. Khi phiên tòa đã kết thúc rồi thì mọi ân oán đều chấm dứt, giống như bài báo này nói. Chị lợi dụng bài báo để mà chị bảo rằng chị bị tổn thương, nhưng thực tế chị này đang làm tổn thương người khác, thì ai xử lý chị này các bạn? Các bạn thấy không? Lên trên mạng kêu người này người kia mày con mi tớ ha, hết chửi người này đến người kia, thì tôi cũng đến đề nghị báo
pháp luật xem xét lại giùm tôi ha. Chứ trường hợp á, mà chị này, chị Hằng đã nhận cái lỗi về mình rồi mà chị này còn ghi là lôi đầu Nguyễn Phương Hằng ra thì các bạn nghĩ ai tổn thương ai đó. Rồi lên trên mạng chị này bảo rằng là chúng tôi dùng những lời tục tĩu tấn công chị. Đây, đây tôi chụp hình để tôi dẫn chứng cho báo pháp luật xem, để báo pháp luật có những cái bài viết hay hơn ha, hàm xúc hơn trong câu chuyện này. Tôi nghĩ rằng không phải riêng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bị tổn thương mà chính chị Hằng mới là người tổn thương nhiều nhất. Có thể những nhận định tôi các bạn không thích, tại vì những nhận định tôi là nhận định cá nhân đúng không, riêng bản thân tôi thì tôi không ủng hộ những cái việc như thế này. Đây, tôi cũng đề nghị báo pháp luật xem xét cái hành động của chị này, cái kỉnh chủ YouTuber này. Đây, đây chỉ làm tổn thương ai, ai làm tổn thương chị mà chỉ gọi lôi đầu nè, lôi đầu Nguyễn Phương Hằng nè, bằng chứng và chứng có đủ nè, thì bài báo viết như vậy đã có công tâm cho chị Hằng hay là không? Bài báo phải tìm hiểu rõ những cái người có quyền lợi bản chủ liên quan bây giờ họ làm cái gì, họ có im lặng không, chị Hằng có tấn công họ không, chỉ có các YouTuber tấn công họ, những cái người nào YouTuber tấn công họ thì họ phải chịu trách nhiệm cho pháp luật. Tôi không có binh đúng không các bạn, tự nhiên bữa nào cũng lên chửi người ta thì tôi không binh, nhưng phải xem xét lại là họ có chửi ngược lại những người đó hay là không. Xin đừng tát nước theo mưa, thấy chị Hằng đã bị tạm giam như vậy rồi lên tiếng xúc phạm tôi rất là tội nghiệp chị Hằng các bạn. Và tôi cũng mong muốn rằng nếu như báo pháp luật có nhìn thấy video clip này, xin báo hãy xem xét lại những cái sự việc mà ai làm tổn thương ai. Tôi có đôi lời liền như vậy thôi, và tôi nhắn nhủ với chị Đinh Thị Lan, không phải là tôi kêu tên chị mà tôi thấy chị ngày nào chị cũng lên đi kêu tên Nguyễn Phương Hằng, và 8 giờ trước chị bảo rằng phải lôi đầu Nguyễn Phương Hằng ra chị mới chịu đó. Thì cái những cái việc này có di định, có giống như báo là bảo rằng là làm là dính vào cái tội 155 và 156 và vu khống làm nhục người khác không? Tại sao người ta không có sức phản kháng như mình mà mình lại ly lôi co mà chửi người ta đúng không? Hôm nay chưa thấy nó lên chửi nữa, con này chỉ có pháp luật mới xử lý nó được thôi. Công an huyện Thanh Xuân Hà Nội thì đang phục hồi điều tra, nhưng công an Gò Vấp vẫn đang điều tra tiếp tục. Chỉ có vào tù mới khiến nó hết chửi tục mất dạy thôi. Hương Quảng Châu ạ, nhờ mày mà 336 kênh YouTube mà hai vụ án lôi đầu Nguyễn Phương Hằng ra phiên tòa phúc thẩm để hủy án điều tra 40 đồng phạm, có mày nằm trong đó nữa. Các bạn thấy là cái hành động của chị này viết như vậy có phải là làm tổn thương người khác không? Chị này đang dùng cái không gian mạng ảo để mà để mà gây cái sự sát thương thực tế cho chị Hằng không? Chị Hằng ở trong cái, bây giờ tôi ví dụ như chị Hằng đang ở trong trại tạm giam, chị Hằng có nghe lại những cái lời xúc phạm này không? Và những lời xúc phạm này nó cứ ra rã như vậy hoài thì ai sẽ xử lý những cái người như thế này? Họ bị tổn thương do chị Hằng làm tổn thương cho họ. Chị Hằng đã trả giá bằng hành động 3 năm tù. Còn bây giờ chị Hằng đã ở trong đó rồi, tại sao họ không để cho chị Hằng được yên yên tĩnh một ngày nào đó mà họ vẫn lên tiếng nói mà xúc phạm chị Hằng như vậy? Thì ai làm tổn thương chị Hằng người đó bị xử lý không? Cái chị Lan này tôi thấy hết hết phương cứu chữa, hết phương cứu chữa các bạn. Không lôi tên tôi ra thì ngày nào cũng lôi tên chị Hằng ra các bạn. Vậy nói về cái sự việc mà báo viết như vậy, ai sẽ là cái người trả lời sự công bằng cho Nguyễn Phương Hằng? Tôi kính đề nghị báo pháp luật ha, kính đề nghị báo pháp luật viết một bài cũng rất là hay, và khán giả thiện tâm hãy nên xem xét cái kênh YouTube Đinh Thị Lan giùm tôi, xem xét về cái vấn đề mà bảo rằng á mạng ảo nhưng sát thương thật. Có phải nếu như chị Hằng không bị tạm giam họ có tha cho chị Hằng đến mức này không? Và khi họ Hằng đã bị ra tòa rồi và bây giờ họ vẫn còn lôi cái tên chị Hằng vào để mà họ nói như vậy thì họ có vi phạm pháp luật không? Ai làm tổn thương ai? Nè, tôi xin nhắc lại lời của bài báo, nhiều người chưa hẳn quên vụ án Nguyễn Phương Hằng. Trong vụ ấy những nạn nhân của bà Hằng mà cơ quan xác định tố tụng là có người quyền lợi vụ liên quan phải sống trong trạng thái uất ức ẩn uất thế nào trong suốt thời gian dài bị bà Hằng ghéo tên chửi bới.
vua mạ đủ điều, phải là người có người thần kinh thép. Thần kinh thép cái chữ này trong giấy nháy có phải là nói gì cái bông hồng thép không? Thì tôi không, thì tôi suy nghĩ như vậy thôi, các bạn suy nghĩ thế nào xin vui lòng để lại bên đường này. Ý nói người người ý nói là cái người bông hồng thép hay là hay là cái người thần kinh thép mới vượt qua được giai đoạn khủng hoảng gây gợn ấy, chờ ngày pháp luật ra tay, và rồi cái ngày ấy cũng đã tới, trắng đen cũng đã rõ ràng, mọi chuyện giờ xem đã khép lại. Xin lỗi, chuyện này không khép lại khi vẫn còn người đòi lôi đầu bà Hằng ra. Tôi cũng đề nghị báo pháp luật phải viết một cái bài viết, thêm một bài viết nữa để mà nói về cái thực trạng khi chị Hằng đã bị tuyên án 3 năm tù thì những cái người khác vẫn còn tiếp tiếp tục tấn công chị Hằng thì họ bị xử lý như thế nào. Tôi muốn là như vậy. Ok, một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị khán giả đã đến với bài phân tích của mình. Khán giả nhớ bấm like và subscribe hộ em các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại.